Và tiếp theo đây sẽ là một phần hết sức hồi hộp và được mọi người chờ đón trong đêm nay. Tiếp theo sẽ là phần công bố top 5 đơn nữ và top 4 đôi nam nữ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trên tay Hoàng Ấn và Tuấn Linh bây giờ đang là danh sách của top 5 đơn nữ và top 4 đơn nữ xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời tất cả các bạn thí sinh của chúng ta hãy cùng bước ra sân khấu để mọi người cùng chiêm ngưỡng và chờ đợi xem kết quả tối nay như thế nào nha. Chúng tôi cũng xin mời 5 cặp đôi trong phần thi cặp đôi chúng ta tiến ra sân khấu luôn ạ. Vâng, trên sân khấu của chúng ta đang là 8 thí sinh đơn nữ và 5 cặp đôi đã xuất sắc góp mặt trong vòng chung kết tài năng thanh lịch sinh viên Đại học Đông Á trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây thì Tuấn Linh cũng như là Hoàng Yến xin Hoàng Anh sẽ được công bố kết quả. Chúng ta sẽ lựa chọn ra 4 cặp đôi và 5 đơn nữ xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi Tuấn Linh xin công bố kết quả của cặp đôi. Chúng ta có 5 cặp đôi và chỉ lấy 4 cặp thôi ạ. Bây giờ thì cho Tuấn Linh xin được gặp cặp đôi Trương Hữu Minh Phúc và Lương Như Bình. Hai bạn ở đâu ạ? Vâng, hai bạn có thể lên đây được không ạ? Vâng, xin chào Minh Phúc và Như Bình. Bạn là Như Bình, bạn có thể cho mình biết được là cảm giác của bạn như thế nào khi mà đã đi được đến vòng chung kết, vòng cuối cùng của cái cuộc thi rất là quy mô này của trường Đại học Đông Á. Cảm giác của bạn như thế nào ạ? Cho đến lúc này em rất là vui ạ. Cảm giác của bạn rất là vui. Còn gì nữa, bạn có hồi hộp không hay là thế nào? Không. Vâng, Như Bình đang cảm thấy rất là hồi hộp. Và khi mà bạn trả lời một câu nào thì từng tiếng thở của bạn cũng có thể cảm nhận được. Còn Minh Phúc thì sao, bạn cảm thấy thế nào? Em nói rất là hồi hộp. Vâng, mình cũng thấy hồi hộp. Được rồi. Đầu tiên thì Tuấn Linh cũng xin thay mặt ban tổ chức chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và Tuấn Linh cũng hy vọng rằng dù đạt được kết quả như thế nào thì hai bạn cũng sẽ luôn luôn đồng hành cùng chương trình. Và một điều nữa Tuấn Linh xin muốn nói với các bạn là xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đi đến đêm cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Các bạn đã cố gắng hết sức và một lần nữa xin chúc mừng các bạn. Rất mong được gặp lại các bạn trong cuộc thi năm sau. Và như vậy, chúng ta đã biết được 4 cặp đôi xuất sắc đi vào vòng tiếp theo. Đó là cặp đôi Bùi Phước Hiếu, cặp đôi Văn Thị Diệu, cặp đôi Lê Văn Khôi và Hờ Nheo Hờ Long, cặp đôi Trần Trung Nghiệp, Lê Nữ Y Quyên, cặp đôi Trần Đức Trung và Phạm Thị Minh Quyên. Vâng, xin chúc mừng các cặp đôi ạ. Các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội trên con đường phía trước để khẳng định bản thân. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần công bố top 5 đơn nữ. Vâng, Tuấn Linh sẽ đi luôn phần công bố top 5 đơn nữ. Xin... Khi mà Tuấn Linh đọc tên bạn nào lên thì các bạn có thể tiến lên phía trước. Xin chúc mừng thí sinh đầu tiên, thí sinh mang số báo danh 07 Hoseninie. Chúc mừng thí sinh thứ hai, đó là thí sinh một đại diện đến từ KT14A3.1 Nguyễn Thị Lành. Vâng, và thí sinh tiếp theo và đó chính là thí sinh Trần Ngọc Diệp. Thí sinh thứ tư trong top 4 này mang họ Nguyễn. Vâng, và thí sinh cuối cùng trong top 5 của chúng ta ngày hôm nay
đó là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu mang số danh 02. Vâng, xin chúc mừng các cặp đôi cũng như các thí sinh đã xuất sắc đến vòng cuối cùng của chương trình. Và hai thí sinh Lê Thị Ngọc Hà cũng như Nguyễn Thị Duy Linh, chúng tôi thay mặt ban tổ chức cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hai bạn cũng đã cố gắng hết sức trong phần thi ngày hôm nay. Vâng, thật